mình cũng sẽ không tránh được những cái sơ suất. Thì thôi thì nếu như có gặp phải những cái sơ suất gì, mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Và cho quý vị được hát tiếp một ca khúc nữa, một ca khúc rất là nổi tiếng và chính bản thân mình cũng rất thích ca khúc này, và hôm nay quý vị cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ thích. Đó là một sáng tác được mang tên Ngày Không Tên. Xin mời quý vị. Xin kính chúc cho phòng trà và tôi khai trương làm ăn thịnh vượng, và sẽ là nơi
lui tới thường xuyên của những người hiểu đồ âm nhạc, môn điều âm nhạc và có quý bình không ạ? Và xin cảm ơn nhạc sĩ Việt Anh, một người bạn nghệ của quý bình đã tin tưởng và cho quý bình được hát hai ca khúc của anh trong đêm hôm nay và chúc cho đêm nhạc của anh thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý bình. Quý vị có thấy tài phát hiện của anh Việt Anh rất là hay không ạ? Anh Việt Anh đã phát